Xá lợi tử, đại bồ tát, tuy trụ bát nhã ba la mật đa, nhưng đối với năm loại mắt chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đối với sáu phép thần thông cũng chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì năm loại mắt vân vân không có hai tướng. Xá lợi tử, đại bồ tát, tuy chủ bát nhã ba la mật đa, nhưng đối với mười lực của Phật chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì mười lực của Phật vân vân không có hai tướng xá lợi từ đại bồ tát tuy trụ bát nhã ba la bật đa nhưng đối với pháp không quên mất chẳng phải trụ chẳng phải chẳng trụ đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải trụ chẳng phải chẳng trụ vì sao vì pháp không quên mất vân vân không có hai tướng